Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cô. Khi ấy có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi người rằng: trong các giới răn điều nào trọng nhất? Chúa Giêsu nói: giới răn trọng nhất chính là: hỡi Israel, hãy nghe đây, Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó. Luật sĩ thưa Ngài: thưa Thầy, đúng lắm, Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài người chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh. Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu, và không ai dám hỏi người thêm điều gì nữa. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, tin mừng của Chúa Nhật hôm nay tường thuật có một người trong nhóm luật sĩ kia tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Thầy: thưa Thầy, trong các giới răn điều nào trọng nhất? Anh chị em để ý cái người hỏi câu hỏi rất là quan trọng. Cái người hỏi câu hỏi là ai? Một người tầm thường thì nó khác. Cái ông ở trong cái bài tin mừng này là một ông luật sĩ, văn mạch không kể, nhưng mà cái câu chuyện xảy ra là khi đó có các ông luật sĩ, các ông tranh luận với nhau xem điều nào là trọng nhất. Anh chị em biết trong mọi xã hội như đất nước của chúng ta đây này, bây giờ khi đụng đến cái vấn đề gì, chúng ta phải ra hỏi mấy cái ông luật sư, mấy ông chỉ dẫn cho mà làm, tức là mấy ông biết luật mà ông mới sẽ biết à bây giờ trong trường hợp này thì luật nó nói làm sao, anh phải ứng xử thế nào. Thì trong đất nước Do Thái cũng vậy. Đất nước Do Thái có một loại người gọi là luật sĩ, họ là người nắm rất là chắc luật. Thế thì giữa họ với nhau tranh luận, bây giờ không biết là cái nào là trọng nhất. Một trong những người đó đến hỏi Chúa Giêsu: thưa Thầy, trong các giới răn điều nào trọng nhất? Thì khi mà cái ông này hỏi cái câu này này, thì ít nhất là ông ta thừa nhận Chúa như một trọng tài để phân xử trong chuyện chúng tôi là những luật sĩ, là những người cầm cân nảy mực, đang bất đồng với nhau xem điều nào là trọng nhất. Anh chị em, cái uy tín và có thể nói là cái thế giá của Chúa Giêsu làm cho người ta tin tưởng để chạy đến Ngài như một người trọng tài để rồi phân xử. Trong cuộc đời của chúng ta, tôi xin dừng lại cái điểm này. Cái uy tín của chúng ta rất quan trọng. Chúng ta sống làm sao, cách thế nào? Không đương nhiên chúng ta có kiến thức mà chúng ta có uy tín. Không có một ai ở trong bài ở trong thời Chúa Giêsu, Chúa Giêsu không hề được gọi là một nhà luật sĩ, không thuộc nhóm luật sĩ. Thế nhưng mà một cái ông luật sĩ là cái ông mà nắm luật, ông luật sư mà lại đi hỏi một cái ông bình thường. Đứng về phương diện bằng cấp thì Chúa Giêsu không có bằng cấp. Ngài chỉ là bậc thầy thôi, dạy dỗ. Nhưng mà cái uy tín thì cái ông luật sư, cái ông có bằng cấp phải đến hỏi. Anh chị em, chúng ta để ý trong xã hội của chúng ta, bất luận ông thế nào, dù ông có thể có bằng cấp hoặc ông không có bằng cấp, nhưng mà cái uy tín của ông và cái thế giá của ông, kinh nghiệm của ông, ảnh hưởng của ông làm cho tôi tín nhiệm ông để có thể hỏi những vấn đề sống còn. Tôi không dám tự mề tự hào, nhưng mà anh em chúng tôi thấy dường như đứng về một phương diện nào đó, người ta tin tưởng ông linh mục, và vì thế có những chuyện vợ chồng họ không nói với nhau, nhưng mà họ đều hỏi đến, hỏi ý kiến ông linh mục. Ít nhất chúng tôi thấy như vậy. Nhưng mà bản thân tôi là một linh mục, có những người giáo dân tôi biết họ không có bằng cấp, nhưng tôi tin tưởng họ được. Họ cần ngôn trong lời nói, họ dày dặn kinh nghiệm trong vấn đề này, nên tôi tìm đến họ để tôi tham vấn, tìm sự khôn ngoan của con người. Chúng ta phải có một cái uy tín tối thiểu
trong đời sống của chúng ta để người khác tin chúng ta. Còn khi người khác nói ở ông đó bà đó, người ta dè biểu, người ta ôi, đem chứng giao cho ác, chúng ta không được uy tín. Và như thế tạo cho chúng ta một cái gì đó, chúng ta mất mát rất lớn trong cuộc đời của chúng ta. Đấy là điểm thứ nhất chia sẻ với anh chị em. Chúa Giêsu nói điều quan trọng nhất là: hỡi Israel hãy nghe đây, hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Và đây là giới răn thứ hai: ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Anh chị em biết, tôi xin lỗi, tôi đang nói về vấn đề nghiên cứu này. Bản thân tôi có đọc luật Do Thái, không thấy cái chỗ nào nói cái này hết cả. Luật Do Thái thời Chúa Giêsu có 613 bản luật, 613 điều luật. Và có những điều luật nó rất là chằng chồng chéo nhau. Nhưng mà cái điều Chúa nói hãy yêu mến Thiên Chúa và yêu người, rồi yêu mến tha nhân như chính mình ngươi, thì không có chỗ nào nói. Lạ vậy. Mà sao Chúa lại nói cái điều này? Mà cái ông này ông lại bảo rằng là à, Chúa nói đúng. Ở đây Chúa Giêsu không cho một câu trả lời giống như đố vui để học, hỏi, trả lời lại. Mà Chúa Giêsu trả lời, cái câu trả lời của Chúa là cái nền để xây dựng 613 bản luật. Tôi lấy một ví dụ cho dễ hiểu. Anh chị em, đất nước của mình luật giao thông, chúng ta luật giao thông đi đường, nói anh chị em là chúng ta phải đi bên phải. Khi chúng ta ra chúng ta phải đi bên phải, luôn luôn phải đi bên phải. Anh chị em sang bên Anh và sang Úc, anh chị em sẽ đi xe phải lái ở bên tay trái. Anh chị em phải đi tay trái, anh chị em đi tay phải là gây tai nạn liền. Bởi vì quy định luật giao thông của Anh và Úc là tay lái nó ở bên tay trái, còn bên mình thì tay lái nó bên tay phải. Bây giờ mình cứ theo bên mình đi bên tay phải là lập tức gây tai nạn. Thì cái quy định của họ, cái luật là bây giờ tất cả ra đường là đi trái, thì mọi cái nó sẽ quy định theo đó hết tất cả. Đây là nền. Qua đường bên phải, bên trái, nhìn bên trước, nhìn bên sau, tất cả nó dựa theo đi hướng bên trái, Anh và Úc. Chúng ta mà sang đó cứ nhìn theo luật Việt Nam mà đi, gây tai nạn liền lập tức. Như vậy thì khi Chúa Giêsu nói yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân, thì ở đây không phải là luật A, luật B, luật C, mà là cái nền ở dưới đó, dựa trên đó mà xây dựng tất cả mọi cái. Thí dụ, anh phải giữ luật ngày Sa-bát không làm việc, bởi vì đó là luật mến Chúa. Anh không, thí dụ chẳng hạn như chúng ta nói bây giờ ngày Chúa Nhật chúng ta đi lễ, chúng ta không làm việc xác, thì cái đó chỉ là cái điều biểu lộ cái yêu mến Chúa thôi. Chúng ta không được chửi rủa người khác, không được cái cọ, không được nói xấu, thì cái nền đó là cái gì? Là yêu mến người thì không được làm như vậy. Như vậy Chúa Giêsu cho chúng ta một cái nền, và cái nền này có thể nó sẽ phát sinh ra những bản luật cụ thể. Nhưng thưa anh chị em rất thân mến, nếu cái nền đó mà ra những bản luật cụ thể thì sẽ có những bản luật bất thành văn mà luật không nói, nhưng nó lại là yêu mến người và yêu mến Chúa. Tôi nói một cái ví dụ đơn giản thế này. Không có nói, mặt thì cứ xì ra một đống, lúc nào cũng bánh bao chiều hết tất cả, sáng sớm tinh mơ cũng bánh bao chiều. Con đâu có chửi ai, con đâu có nói ai, nhưng mà cứ xì cái mặt ra, căng thẳng trong nhà. Luật bất thành văn đó là cái gì? Gây căng thẳng. Đâu có cái luật nào nói xì cái mặt ra, mặt bánh bao chiều là tội đâu. Nhưng mà cái nền ở dưới là bởi vì gây một sự căng thẳng. Và đây là luật bất thành văn. Vậy thì anh chị em rất thân mến, khi nói yêu mến Thiên Chúa và yêu mến con người, dạy cho chúng ta phải biết chúng ta tất cả mọi cái chúng ta làm cái gì, chúng ta phải thấy được cái điều đó nó là cái gì, nó có làm thương tổn ai không hay không. Và chính nếu nó làm thương tổn nó thì dù luật không nói chúng ta vẫn phải giữ. Em xin lỗi các bác nhé, lại Chúa tôi chả lẽ mà ở trong tòa giải tội cha con mà cãi nhau om lên ở trong đó, thưa cha con vào xưng tội bởi vì dịp lễ các thánh mà chả thấy tội nào cha, 10 điều răn Đức Chúa Trời, 6 điều răn hội thánh, 8 mối phúc thật
chả có tội nào hết. Con vào xưng cho nó yên trí thôi. Giê-xu lạy Chúa tôi. Lạy Chúa tôi ơi. Tức là xét theo 10 điều răn Đức Chúa Trời, 6 điều răn Hội Thánh, em dò từ trên xuống dưới, chả thấy có cái nào em trúng cả. Thành thử ra em trống trơn à. Thế mới hay chứ. Tội là chúng ta là dựa vào trên bàn hỏi giống đố vui để học vậy thôi. Thế bây giờ tôi cũng chả biết nói làm sao. Tôi bảo vậy thì cứ trống trơn như vậy, chết được bay thẳng lên thiên đàng thôi à. Anh chị em xem này, nhiều khi chúng ta không có hiểu vấn đề chúng ta ứng xử ra làm sao. Nên chúng ta cứ chỉ dựa vào bản luật như vậy mà chúng ta sống, mà chúng ta vậy bình an, thư thái, con nằm thoát xuống, con nó ngủ ngon, con chả có tội lệ gì hết cả. Nên hôm nay bài tin mừng dạy cho chúng ta bài học, chúng ta phải xét đến cái nền, cái gốc ở dưới. Chúng ta đã sống cái tương quan con người thế nào, và cái tương quan đó nó sứt mẻ ra sao thì đó là cái quan trọng. Vì thế không phải là biết luật hay không biết luật này, biết luật kia. Và điều thứ hai, thứ ba, cuối cùng tôi chia sẻ với anh chị em là anh chị em để ý này, Chúa Giê-xu trả lời tất cả yêu mến Thiên Chúa và yêu mến con người. Anh chị em thấy này, cả hai, Chúa và con người, chỉ có một động từ duy nhất là động từ yêu. Lạ thế chứ, chỉ có một động từ ấy. Thế mới hiểu được rằng là tại sao mà chúng ta định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu. Trong đức tin Kitô giáo, chúng ta chỉ tồn tại một động từ duy nhất, đó là động từ yêu. Hôm qua lễ 7 giờ rưỡi, tôi trong cái lễ cầu cho các linh hồn, tôi có nói với mọi người điều này. Nếu anh chị em hôm qua đi lễ 7 giờ rưỡi, hôm nay tôi xin phép chia sẻ lại, bởi vì nhân dịp này, lễ các linh hồn, chúng ta đến các linh hồn. Chúng ta trong 8 ngày, chúng ta cố gắng lãnh nhận ơn toàn xá chỉ cho các linh hồn. Và ơn toàn xá chính là cách thức chúng ta dành cho các linh hồn để Chúa bớt phần phạt. Bởi vì mọi tội chúng ta từ khi tấm bé cho khôn lớn cho đến bây giờ, chúng ta phạm bao nhiêu tội, xưng tội Chúa tha hết. Nhưng mà cái hậu quả của tội chúng ta phải đền. Chúng ta chết, chúng ta trong luyện tội là chúng ta đền cái hậu quả của tội đấy. Vậy hậu quả của tội là cái gì? Tôi ví dụ cho anh chị em dễ hiểu này. Chúng ta đi ra đường, thí dụ vậy, chúng ta gây tai nạn. Gây tai nạn, chúng ta xin lỗi người ta. Người ta rất quảng đại, người ta bảo thôi, không sao đâu. Thôi, em thấy khi thì lỡ làm không sao. Nhưng mà gây tai nạn, người ta tha cho mình, tức là thống hối thì người ta tha tội cho rồi. Nhưng mà cái hậu quả của tội là người ta bị thương. Đâu có bảo, người ta bảo là à, em tha cho bác, thế là cắp tay đi mất, đâu có được. Chúng ta phải đền, phải đưa người ta đi nhà thương, phải băng bó cho người ta, dù người ta tha tội cho mình. Thì cái hậu quả của tội dù người ta tha vẫn còn đó, mà ta vì đức công bằng phải đền. Đền vì bây giờ người ta tha tội rồi, nhưng mà phải đền cho người ta chứ. Mọi tội chúng ta từ khi chúng ta khôn lớn cho đến khi chúng ta chết, chúng ta phạm mọi tội, đi xưng tội Chúa tha hết, không phải là Chúa chấp tội. Nhưng mà chúng ta phải đền cái hậu quả của tội. Biết bao nhiêu tội phạm, tội nhẹ, tội nặng, đủ thứ tất cả, mà cái hậu quả của nó khôn lường. Người gây tai nạn đâu có ngờ được là có những tai nạn mình gây ra quá trầm trọng. Và tội chúng ta gây ra hậu quả nó rất là trầm trọng. Chỉ một mình Thiên Chúa mới biết cái trầm trọng của tội. Và khi chúng ta vào trong luyện tội, bắt đầu nó mới rõ ra tất cả hậu quả của tội chúng ta phạm. Lúc bây giờ chúng ta đền không biết như thế nào. Thế thì bây giờ các linh hồn hiện tại chết phải đền cái đó đó. Nên em nói các bác nhé, sống ở đời mà phạm tội nhiều phải đền đấy. Cái thằng trộm mà nó trên thánh giá, nó bảo xin ông khi ra về, khi lên thiên đàng ông cho lên thiên, cho tôi về với. Chú bảo ngay hôm nay ngươi lên thiên đàng với ta. Nhiều người cứ bảo nó hôm nay nó bay cái bổng lên thiên đàng, có còn lâu. Thế nhiều khi mấy cái người sống tội lỗi, thế là bây giờ xin cha đến sức giàu. Giê-xu mừng quá, cha ơi, hồi xưa nó sống lôm côm lắm, bây giờ nó được cha đến sức giàu ngon lành, bay cái vèo lên thiên đàng. Còn con đây không biết làm sao sống, đã đời cố gắng, đến lúc gần chết không có được kịp mà cha sức giàu cho, không biết làm sao, còn lâu. Đừng có nghĩ là chết một cách bay vèo lên thiên đàng, được sức giàu bay vèo lên thiên đàng. Thằng trộm kia làm đủ tội bay vèo lên thiên đàng, nghĩa là thế này, thống hối, thằng trộm nó thống hối Chúa tha hết.
Nhưng cái hậu quả của tội phải đền. Vậy ở trong luyện tội là gì? Luyện tội là được lên thiên đàng rồi, nghĩa là Chúa sẽ tha cho và lên thiên đàng. Nhưng còn phải ở trong đó mà đền, nghĩa là đền cái hậu quả của tội. Do đó càng phạm tội nhiều ở trần gian, đừng nghĩ là chết lên thiên đàng cái vèo. Không có đâu, không có đâu. Chúa ơi, Chúa công bằng làm sao? Người ta có những người sống đàng hoàng tử tế, chết cũng vèo lên thiên đàng. Hay thằng cướp nó sống lôm côm, chết cũng vèo lên thiên đàng. Thế thì có ra làm sao? Đức công bằng của Chúa như thế nào? Vậy thì em chả sống đàng hoàng nữa luôn. Thế thì khi mà sống lôm côm thì chết phải đền, phải đền cái hậu quả của tội á. Ai cũng phải đền. Thời gian ở lâu hay dài là do mình ở sống ở trần gian này, mình có sống đàng hoàng không. Thế thì bây giờ giáo hội cho 8 cái ngày này, mình nhường cho các linh hồn. Mình biết cái anh đó, cái chị đó, cái người đó khi còn sống lôm côm lắm, bây giờ không biết làm sao, con nhường cái ơn toàn xá này cho các linh hồn, cho linh hồn A, linh hồn B, C đó, để xin Chúa bớt phần phạt cho họ. Đức ái Kitô giáo rất lớn lao, chúng ta thương những người đó. Ít nhất chúng ta còn sống, Chúa thấy à, cái người này khi nó còn sống nó thương mấy cái người mà đang phải đền tội trong luyện ngục này. Và tôi có chia sẻ về kinh nghiệm của tôi, từ khi tôi được học và hiểu biết, trong một năm chỉ có 8 ngày thôi, từ mùng 1 đến mùng 8 tháng 11 là tất cả các ơn toàn xá chúng ta buộc phải nhường cho các linh hồn. Còn trong năm đó nhiều dịp lắm, dịp nọ dịp kia chúng ta nhận được ơn toàn xá, chúng ta có thể chỉ cho mình để đền tội ngay bây giờ, không buộc phải cho các linh hồn. Chỉ có 8 ngày này mới buộc chỉ cho các linh hồn. Còn những dịp kia thì sao? Bản thân tôi, dù giáo hội cho tôi ân xá đó để đền tội ngay từ bây giờ, tôi cũng nhường hết cho các linh hồn, cho tất cả những người đang cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Và như thế, ngày tôi chết, tôi sẽ ra trước tòa Chúa với túi rỗng không, bàn tay trắng. Tôi sẽ ra trước tòa Chúa, tôi sẽ nói thế này: lạy Chúa, con ra trước tòa Chúa với thân phận tội lỗi của mình, và con đáng bị đền tội ở nơi luyện tội. Bàn tay con trắng, túi con rỗng, không phải bởi con lười, nhưng con cho hết rồi, con cho hết rồi. Con chả còn gì cho con vì con cho hết rồi. Và giờ đây lạy Chúa, túi của con rỗng vì con cho hết rồi. Nếu con không cho, túi của con có cái con giữ, và nếu Chúa muốn cho cái gì vào thì nó lại rớt ra bên ngoài. Do đó túi của con bây giờ rỗng, con chỉ xin Chúa cho con hai điều: xin cho con lòng thương xót của Chúa, và xin cho con tình thương của Chúa. Đó là đủ cho con. Anh chị em, nếu chúng ta khẳng định đức tin này, chúng ta mới hiểu được là yêu mến Chúa hết lòng, yêu mến tha nhân như chính như thế nào. Bởi vì ở nơi Thiên Chúa chỉ có một động từ, là động từ yêu thương mà thôi. Và nếu như thế, ngay từ bây giờ mình phải biết yêu người ta. Mình không thể đòi yêu được nếu mình không yêu người ta. Mình chỉ nghĩ đến mình, chỉ dành cho mình. Làm sao mình dám nói với Chúa: lạy Chúa, con túi rỗng và con chỉ xin Chúa tình yêu mà thôi. Và như thế là đủ cho con rồi. Xin anh chị em chúng ta hãy hạnh phúc vì chúng ta bước theo Chúa. Chúng ta là những người chứng nhân của tình yêu trong thế giới này. Đừng hận thù, đừng ghen ghét, đừng loại trừ. Bởi vì nếu chúng ta loại, chứ muốn loại trừ người khác, làm sao chúng ta có thể nói đến trước tôn nhan Chúa rằng: lạy Chúa, xin Chúa đón nhận con vì con đây. Trong khi đó chúng ta loại trừ anh em. Yêu mến Thiên Chúa, yêu mến anh em, đó chính là thước đo của đời chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta khám phá ra điều này, và đó chính là hạnh phúc của người đời nghi hữu, và là sự dấn thân của chúng ta hôm nay. Xin Chúa ở với chúng ta luôn mãi. Giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng đức tin.